Đừng khóc nữa nhé em ơi, đừng buồn. Một người như thế không đáng để thương. Em phải mạnh mẽ mai sau gặp lại, để họ cảm thấy buông tay em là sai. Thôi đừng khóc nữa, mắt sưng lên rồi. Bên cạnh em vẫn còn anh đây thôi. Đưa bàn tay